Please tell me that I can't that I won't that I fail that never make it out Please tell me all the bad good my head full of every single doubt Please say any negative thoughts pop off when I hear people say I cannot. I get. tuyển Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn trong năm 2022. Trả lời tuổi trẻ, tiền đạo Tiến Linh cho rằng những thành tích cũng như bài học thu được trong năm 2021 sẽ giúp đội tuyển bóng đá Việt Nam mạnh mẽ hơn trong năm 2022. Tiến Linh nói, năm 2021 là một cột bốc quan trọng của cá nhân tôi, đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam Việc đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba World Cup là cột mốc quan trọng để chúng ta tiếp tục cố gắng. Việc dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 là điều đáng tiếc nhưng chúng tôi sẽ rút ra những bài học để nỗ lực hơn trong năm 2022. Sau việc tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup thôi thúc anh thế nào? Những ngày qua, tôi và các đồng đội ở tuyển Việt Nam đều hân hoan chia vui, chúc mừng thành tích của tuyển nữ. Tôi thực sự khâm phục ý chí, quyết tâm, sự đoàn kết, kiên cường và tài năng của chị em. Giấc mơ World Cup của bóng đá nữ trở thành hiện thực chắc chắn sẽ càng thôi thúc chúng tôi phấn đấu nhiều hơn cho tới một ngày bóng đá nam cũng đi dự World Cup. Sao nhiều người cho rằng Thái Lan vẫn ở đẳng cấp trên Việt Nam? Anh có tin sẽ cùng đội tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vô địch AFF Cup 2022? Nền tảng bóng đá Thái Lan vẫn mạnh và tốt hơn Việt Nam. Đó là điều chúng ta phải thừa nhận. Nhưng bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh, nhất là hệ thống đào tạo bóng đá trẻ đang ngày một tốt lên. Bộ mặt và chất lượng V-League và các giải đấu quốc nội đang được cải thiện rõ rệt ở AFF Cup 2022, chúng tôi muốn làm tốt hơn AFF Cup 2020 và đem niềm vui về cho người hâm mộ. Sao Indonesia đã trình làng lứa cầu thủ trẻ ấn tượng tại AFF Cup 2020. Nếu được tăng cường là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi tham dự SEA Games 31 vào tháng năm tới, anh có tự tin cùng đội U23 bảo vệ huy chương vàng không? Tôi may mắn được góp sức trong huy chương vàng SEA Games 2019, SEA Games 31 này. Chúng ta được chơi trên sân nhà và tôi tin rằng mỗi cầu thủ đều khát khao và tự hào nếu được trao cơ hội ra sân. Tất nhiên, quyền quyết định sẽ thuộc về huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện tuyển U23 Việt Nam. Sao trong những ngày dịch bệnh COVID-19 vừa qua, có lúc nào anh cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi không? Khi phát hiện mắc COVID-19, anh làm gì để đi qua dịch bệnh? Khi đó, tôi cũng rất bất ngờ nhưng không hoảng hốt vì đã được trang bị nhiều kiến thức để xử lý và ứng phó. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhiều lần gọi điện hỏi Han rất nhiều đồng đội và bạn bè cũng chia sẻ động viên riêng bố mẹ tôi dặn rất kỹ phải tuân thủ các quy tắc cách ly tự tập luyện thật tốt dù cách ly nhưng tôi vẫn được cung cấp xe đạp trong nhà và thực hiện các bài tập theo giáo án của ban huấn luyện chính điều đó đã giúp tôi có đủ thể lực và tinh thần tốt để ra sân và ghi bàn vào lưới trung quốc góp phần đem lại chiến thắng đáng nhớ cho mình và người hâm mộ sao đi ngang sân tập của các em năng khiếu hoặc xem những trận đấu bóng đá đường phố anh có cảm giác như thế nào tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn Bố mẹ chuyển từ Hải Dương và Bình Dương để mưu sinh. Rất may mắn là bố tôi luôn ủng hộ tôi tập luyện và chơi bóng đá. Bóng đá là con đường giúp tôi thực hiện được rất nhiều những ước mơ của mình. Việt Nam là một quốc gia yêu bóng đá cuồng nhiệt, và tôi hy vọng ngày càng có thật nhiều trung tâm bóng đá để trẻ em khắp nơi có điều kiện chơi bóng tốt nhất, qua đó thắp sáng thêm nhiều giấc mơ nữa cho các em, nhất là giấc mơ World Cup. Sao với cá nhân lẫn với bóng đá Việt Nam, anh mong ước gì trong năm mới 2022? Tôi ước có thể chiến thắng COVID-19 để các giải đấu trong nước diễn ra trọn vẹn và với chất lượng ngày một hấp dẫn hơn. Đó sẽ là nền tảng tốt để chúng ta có đội tuyển Việt Nam thật mạnh, sẵn sàng chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022 và xa hơn. Sao anh nghĩ về mạng xã hội như thế nào? Anh thích hay sợ nó? Tôi quan niệm mạng xã hội là nơi để tôi giữ liên lạc với bạn bè, chia sẻ những khoảnh khắc thú vị và tích cực trong cuộc sống, công việc và gia đình. Dù vậy, mạng xã hội cũng chỉ là một công cụ để chúng ta tìm niềm vui, giải khuây chứ không nên quá phụ thuộc vào nó mạng xã hội thay đổi từng ngày và chúng ta sẽ cần tỉnh táo để không bị cuốn theo trong cuộc sống các mối quan hệ quan trọng như gia đình bạn bè công việc vẫn còn có rất nhiều cách để kết nối với nhau